Giải quần vợt vô địch năng khiếu quốc gia 2024 diễn ra tại cụm sân quần vợt Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long từ ngày 4 đến 13 tháng 10, thu hút hơn 200 vận động viên trẻ đến từ 17 đơn vị tỉnh thành ngành. Trong đó có nhiều tài năng nổi bật như Nguyễn Minh Phát, Lê Tiến Anh, Vũ Tuấn Phong, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Ngô Hồng Hạnh. Dịp này, Liên đoàn quần vợt Việt Nam cũng tổ chức hội nghị phát triển quần vợt pickleball khu vực đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2024-2025, thể thao kinh tế và phát triển bền vững. Đặc biệt, lễ ký kết hợp tác liên kết vùng trong việc phát triển quần vợt pickleball khu vực đồng bằng sông Cửu Long với Liên đoàn quần vợt Việt Nam là bước đi quan trọng thúc đẩy sự phát triển tốt hơn của các môn thể thao này. Giải Việt giả sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 do Nhà văn hóa sinh viên phối hợp Đoàn trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra sáng nay tại khu đô thị Đại học Quốc gia, thu hút gần 5.000 sinh viên đến từ 54 trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung nam 5.000m thời gian hoàn thành trong 25 phút và nữ 3.000m hoàn thành trong 20 phút. Giải đấu là cơ hội để các bạn sinh viên phấn đấu đạt chứng nhận thanh niên khỏe, đảm bảo tiêu chí thể lực tốt, một trong những tiêu chí quan trọng để đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Giải đấu còn là dịp để các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố kết nối, giao lưu, thông qua các hoạt động thể thao, hướng đến năm học mới với nhiều thành công bứt phá.